Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần thứ 3. Ngay bây giờ mình có một cô hỏi về cổ bị tiểu đường, xong cái chân của cổ nó nóng mà nó khó chịu đó. Thì hồi nãy off air đó thì tôi có cắt nghĩa cho cổ đó là có mấy cái thuốc như là Lyrica hay Gabapentin nó sẽ giúp cái chuyện này. Cô có một câu hỏi nữa không cô? Dạ, có một câu hỏi nữa. Dạ, câu hỏi nữa. Bây giờ có chừng 2-3 tuần nó allergy quá trời, nó ngứa mắt, ngứa mũi, rồi cái sổ mũi, rồi cái bị nhảy mũi, rồi chảy nước mũi quá, rồi cứ uống thuốc hoài mà uống không hết, rồi phải làm sao bác sĩ? Nếu mà allergy nặng quá mà uống thuốc mà bôi thuốc mà nhỏ mắt nó không hiểu đó thì phải trở lại bác sĩ gia đình, có thể họ phải chích cái thuốc vô. Nếu mà bệnh nhân của tôi mà bị nặng quá đó, thường tôi chích một mũi steroid đó, giống như là Kenalog hay là Soyumedrol đó, cái đó phải chích. Nếu mà nặng quá đó thì phải chích cô. 2-3 tuần mà ngứa mắt rồi, thành ra cô mũi rồi ngứa mũi. Dạ, thành ra nếu mà cô thấy ngứa quá chịu không nổi đó, cô trở lại bác sĩ gia đình, cô xin chích cái thuốc steroid đó cô. Steroid hả? Dạ, dạ, steroid. Nói steroid là tên là steroid hả? Dạ không, steroid là một cái nhóm thuốc, nó có nhiều tên lắm, nó một tên của nó là Soyumedrol, tên kia của nó là Triamcinolone hay Kenalog, nhưng tất cả mấy cái thuốc đó nó là steroid hết, thì phải chích steroid. Nói bác sĩ gia đình là chích steroid. Cái gì gì đó bác sĩ? Không, steroid đó là chữ S. S. Chữ T. Chữ T. T S T. Chữ E đó, bên Mỹ chữ E Mỹ đó. E, yeah. Chữ R. R. Chữ O. O. Chữ I. I. Chữ D. D. Và chữ S. S. Steroid. Steroid. Yeah. Yeah. Ok, cảm ơn cô nhé. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, yeah, chào bà cô. Chị. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, tôi 67 tuổi, tôi muốn hỏi tôi bác sĩ nãy mới mở lên thì nghe cái gì mà nó bị nóng nóng, mấy cái ven nó bị block hay sao bác sĩ, và tôi thỉnh thoảng cũng bị cái chân á, nó feel nó nóng nóng mà nó feel nó giống như là hơi rần rần vậy đó. Yeah, mặc dù là ngoài trời lạnh nhưng mà phải bên trong á, thì là nó thường là bị triệu chứng gì thưa bác sĩ? Cô có bị tiểu đường không cô? Dạ thưa, chưa bị, dạ cũng là 5 chấm mấy, chưa tới 6 chấm. Nhưng mà nó, lúc mà nó nóng nó có tê không? Hay là chỉ nóng thôi? Không có cảm thấy tê mấy, mà nó hơi rần rần chút xíu thôi, dạ. Mà nó nóng, mình kêu nó nóng. Mà cô có bị cao máu, cao mỡ, cô uống thuốc gì dạ, không? Dạ, so far là chưa bị cái gì hết. Dạ. Cái đó cũng hơi lạ, để bác sĩ hỏi bác sĩ tìm lại ha. Dạ, có nhiều người khi mà bị nóng thì cô bị hai chân giống nhau không hay là một chân nó nhiều hơn? Có khi thì một chân, điện thoại thì có khi hai bên luôn. Dạ. Mà có đợt bị đau lưng không? Dạ, đau lưng thì có, năm ngoái cũng có bị đau một trận đau lưng. Dạ, mình có lúc nào nó bắn cái điện hoặc là đau nó chạy xuống như điện giật nó chạy xuống dưới chân không, hay là chỉ là tê, là nóng dưới chân? Nó siêu, nó nóng, nó hơi rần rần đó dạ. Dạ, mà nó rần từ có lưng, từ trên lưng chạy xuống không hay là chỉ rần dưới? Dạ không, nó chỉ okay. Từ cái bắp đùi đó, bắp đùi trên với lại bắp đùi dưới thôi. Ok, thì có nhiều người đó bị tiểu đường hoặc là bị cái 5.5.7 hay là cái A1C là 5 chấm mấy? Có bị 5 chấm mấy, 5.7, 5.8 thì chưa tới 5.8 mới borderline thôi phải không? Dạ. Mới là ở giữa cái tiền tiểu đường phải không? 5.8 là tiền tiểu đường. Không biết như vậy có phải tiền không à? Dạ, tại vì dưới 6 chấm à. Dạ, dưới 6.5 không sao. Ok. Dạ. Dạ thì khi mà có nhiều người là bị mà nó rần rần như vậy đó
Thì thường thường khi mà mình thử máu đó thì mình coi có thiếu mấy cái vitamin hay không. À, trong đó có vitamin. Thường thường thiếu vitamin gì thì bị thưa bác sĩ? Mình vẫn luôn thử là cái B12 rồi B6. Rồi cái folate. Dạ thì mấy cái đó là đơn giản cái đó đã. Có những cái khác mình thử cái này mà không có bình thường thì mình thử thêm. Nhưng mà ngoài ra đó, không phải là bị cái A1C mà 5.7 hoặc 5.6 nó không có bị, có một số đó thì mình cũng phải thử là gọi là 2 hours glucose storage test. Yeah. Là có nhiều trường hợp mình phải thử cái đó thì nó có thể là mình chẩn được cái bệnh. Nhưng hoặc mà là thường thường là tại sao nó bị như vậy bác sĩ? À, nó bị như vậy là khi cái vein của mình nó bị block hay sao? Yeah. Nó, thì nó, cái, nói mà về vein block đó, thì khi mà đi bộ đó thì nó có đau không, hay là khi mình nằm xuống ban đêm mình ngủ? Không đi bộ thì không đau. Ok. Thì thường thường mà bị cái dây thần kinh đó là khi mình nằm xuống rồi mình yên tĩnh đó, thì lúc đó mình mới thấy cái chân nó rần hoặc là nóng. Còn mà nếu mà bị chẳng hạn như không phải là vein mà có nhiều người bị cái mạch máu đó, cái động mạch đó nó bị nghẹt đó, khi mình đi là nó đau thì cái đó là khác. À, còn cái mà nằm ngủ ban đêm mà nó bị rần mà như vậy thì thường thường là do cái dây thần kinh. Thì dây thần kinh mà có như hai loại, dây thần kinh lớn, dây thần kinh nhỏ. Cái dây thần kinh nhỏ là fiber, small fiber đó, nếu mà nó bị hư đó thì nó có thể làm cho mình bị rần mà nó nóng, có nhiều người nóng lắm. À, thì mình nên xin bác sĩ gia đình coi thử mấy cái vitamin rồi làm mấy cái đơn giản trước cái đã, rồi sau đó mà mấy cái thử máu mà nó đơn giản mà không có đó thì mình có thể thử thêm nhiều cái mà nó hiếm xảy ra nhưng mà nó có thể xảy ra. Yeah. Mà thường là cái gì nữa, nếu mình thử mấy cái vitamin mà mình đủ rồi thì thường thử tới cái gì nữa thưa bác sĩ? Ờ, thường thường mấy cái đó thì phải về thường thường chuyên khoa chẳng hạn, nhưng mà cái đó là cái không biết nói tiếng Việt là sao, về aspect, về immunofixation rồi. Bác sĩ chuyên khoa về cái gì ạ? Không, trước tôi không, tôi gặp bác sĩ gia đình. Dạ, tôi đề nghị trước khi đó câu tôi đề nghị. Dạ, sau khi mà đi bác sĩ gia đình rồi đó thì làm mà không mấy cái đó mình thử cái symbol mà không có gì là phải lên một cái chuyện khác nữa phải không ạ? Không, tôi khuyên nó bây giờ đi bác sĩ gia đình họ thử cái B12, cái B complex với folate, xong rồi họ cho thử uống mấy cái thuốc như là Lyrica hay gabapentin, mấy cái thuốc đó mà nó giảm đó thì không cần đi thêm bác sĩ gia đình. Uh-huh. Bác sĩ chuyên khoa, mấy cái thuốc mà nó giảm tê, giảm nóng cái chân đó, có hai ba cái thuốc rất là tốt như là Lyrica hay gabapentin đó, nếu mà uống cái đó vô thấy ổn định đó thì đâu cần đi khám bác sĩ chuyên khoa. Nếu mà mấy cái thuốc mà bác sĩ gia đình cho giống như là gabapentin hay là Lyrica không công hiệu đó thì lúc đó bắt đầu mới đi tới bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Nhưng mà tôi nghĩ trước nhất đó mình phải thử cái B12, B complex folate, cái chất bổ đó. Phần thứ hai uống thử cái thuốc, mấy cái thuốc giống như là Lyrica, uống cái chừng 1 tháng 2 tháng coi nó có đỡ hay không. Dạ, về cái BT đó thì thường thường là mình chỉ là mình coi thiếu vitamin không để mình cho thêm, rồi mình như bác sĩ Dylan nói đó, mình cho thuốc thì nó thuốc uống không hết thì nhiều khi mình bôi thêm. Nhưng mà nếu nó không có yếu chân gì hết thì mình không có lo. Thường thường mấy cái tê như vậy mà không có yếu chân thì cũng không có lo. Đi bộ cũng như bình thường nha, không có bị đau. Dạ, vậy là rất là tốt cô. Dạ, rất là tốt. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn hai bác sĩ ạ. Dạ, chào cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, cô vặn, cô tắt cái TV, cô dùng cái telephone, cô nói đó, tại khó nghe quá, cô nói lớn lên một tí ha. Ok, cô nói thử coi. Dạ, chào hai vị bác sĩ ạ. Dạ, bây giờ cô cứ chờ hết, tại mình phải dành phần quảng cáo, bây giờ cô chờ mình nói chuyện off air ha, ngay bây giờ mình dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.